Rồi, đọc. Hôm nay bài 17 chúng ta sẽ có cái phần là từ từ vựng để đọc trước từ vựng rồi này. Hạp, cục, kim chi, bulgogi, bánh tráng chi kê, bibimbap, nem nhon, tóc. Nào, đọc đọc là cho em ạ. Rồi. Có nghe được không nhỉ? Rồi ạ, em nghe được. Đó, ok. À, cục, kim chi, bún kim, tuyến trang chi kè, đi bên pháp, nem nhôm, tóc, Tóc. tóc. Tiếp này. Ramyeon, samgyeopsal, kimchi jjigae, galbi thang, samgyetang, bokkeumbap, galbi, guksu. Ramyeon. Samgyeopsal. Samgyeopsal. Từ E hay từ O này? Sam kiosk mà sam kiosk sai. Kiosk, kim chi, chi ke, kan Phải đi thẳng. vi thang, sam sam kê thang, bốc Phục tùng bạc. kan vi, Phải đi. cục tù. Tù. Rồi. Mà xít tà, mà tóc tà, thầy tà, sư tà, cha tà, si tà, mẹp tà, xinh cọp tà. Nào. Má sư tà, Mà má xít sư tà. tà, má sư tà, má sư tà, má 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 sọc Mà tóc tà. Cái chữ sờ này, chữ sờ bên dưới thì nối lên thì chúng ta sẽ đọc thành mà tóc tả, sao mà tóc tả. má tóc tà, Tiếp bên dưới tạp tà, tam tà, là Tú Huyền hai tả tam tam tà, tả tam tà, sư tà, tả cha tà, a tả si tà, tả mép tà, đọc số nặng mẹp mẹ tạ tà, mẹ tà, sinh cọp tà, nhưng cọc tạ sút cà rác chọt cà rác menu khóc thay phê trùng óp quân xôn nhìm cư biên sóc cư biên sóc dòng sư trưng chú môn ha tạ kề san ha tạ kề san so. Đâu đây sút cáp, à sút sức cà ta rác, sút cà rác, chót cà rác, đó đó menu, em nhu menu, khóc, top khóc, top khóc, 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 thế y bình, hey y thế hey. y bình, thế y bình, trung ọc buồn, Off one trong off one chúng chúng óc buồn chôn nhịp nìm khóc ion chóc chọc khóc ion từ beyond shop khư ion yeah. ion chóc Miên tóc thì mở cơm từ miên tóc ion chóc cơm ion chóc ion tu trùng Yong Huyền, Yong Su Trưng. yong su trùng chú môn ha tà Chú môn hà tà. kế san ha tà Kế san hà tà. kế san so Kế san so. Rồi, rồi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có một cái cấu trúc động từ cộng với kép tà mang ý nghĩa là sẽ.
cái này thì thể hiện là thì tương lai, thế nhưng mà nó chỉ sử dụng cho ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai thôi, được chưa? Đó. Chú ý cho thầy nhé, chỉ sử dụng cho ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai đó. Thì cái Ngôi ví thứ dụ như nhất cái và ngôi câu thứ hai. biết có ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai là như nào không? Không nhớ thế ạ. Không có gì. Nhớ Ngôi thứ nhất tức là thì nói về bản thân mình đúng không? Ngôi thứ hai là gì? Nói về cái người mà đang nói chuyện trực tiếp với mình đấy đúng không? Đó. Em tí nhá. Chúng ta mình đâu nhỉ? Thế thì đợi em một chút. Rồi, nào, cái câu 1 này mình sẽ dịch như nào? Đâu chị thường đâu nhỉ? Alo. Em ạ. Câu Em một nghe là tôi sẽ uống cà phê ở nhà thì nói nào? Tôi sẽ uống cà phê ở nhà. cho lên. Tôi sẽ uống cà phê ở nhà là ở nhà trước. Ở nhà trước. Bà Thịt e sò. đâu không nhỉ? Em mua à? Đây để thầy bảo. Mẹ ơi, mẹ ơi, có người mua hàng này. Rồi chỉ về to gì nữa. Kho. Kho. Espresso, coffee, coffee đun, matcha, Ta. về sâm, À. ta kết, ta kết ta. Và kết tà, cái kết tà đây nó đang là ở dạng nguyên dạng đúng không? Mình sẽ phải chia ra Vâng. thì là sa kết tò dồ, được chưa? Tức là chỉ về gió kho phi đê sa kết tò dồ. Nè. Tôi sẽ ăn món ăn cơm, tôi sẽ ăn món cơm trộn, tôi sẽ ăn món cơm trộn. Tôi sẽ món sạch sẽ. Đâu? Đâu? Ừ. Cơm trộn là gì? Thì phim Pim đúng pim đấy, ăn mộc món mộc kết mộc cái trò rồi. ăn món kết sale đúng không? Thì phim ba tới món kết sale. Tôi sẽ mua cái tôi sẽ mua cái gì ạ? Bạn sẽ mua cái gì ở chợ thế? Bạn sẽ mua cái gì ở chợ thế? Mua từng Ở chợ trước chi ở chợ thì chay thế đó, mua cái gì, cái gì là gì, mua từng mua mua từng ở mua phía từng ta hết ta cái rồi đó mua si cái ra nghề rồi. đó ở si ra nghề đó mùa sư ta kết rồi đó. Tức là gì? Bạn sẽ mua cái gì ở chợ đúng không? Tiếp, hôm nay tôi sẽ làm bài tập trên thư viện. Hôm nay tôi sẽ làm bài tập trên thư viện. Nói nào. Ô lần À, đúng. Ổn lên. ô lần
Nhân Ân. thư viện Tối cho quan y tố cho quan ấy do ở trên thư viện đúng không, làm bài tập tu xúc tế ha, xúc chế hai vị ma chết xúc chế hai kết hết sao rồi rồi, sao đây, sao bị lag đi. là mạng kém. Vâng, chắc họ đang chuyển mạng rồi ạ. Ok, để em xem. Số 5 Nghe rõ chưa đấy? Để nghe rồi, rõ chưa? nghe rồi nào. 5 giờ chiều hôm nay tôi sẽ đi dạo ở công viên, 5 giờ chiều hôm nay tôi sẽ đi dạo ở công viên đấy nào. Ô nưng. Ố nên ố hô hôm nay mà chiều hôm nay là bóng nên ố hô 5 giờ Vâng ạ. 5 giờ, 5 à sớt giờ, xí mà sớt sớt xí xê. đi dạo ở công viên Không rồi muốn, không muốn ê. để Không to muốn ê. to đi dạo Đi dạo, san xét bốn sông, con xe. à. Hết rồi rồi. Xem xét hai cái sợi nào, đọc lại này. Chỉ về sau, khó phí rưu xa cái sợi không? Chịp e so, có phi rừng xa kết sòi rồi. Chỉ viên bà tư mọc cái sợi không? Phi pin phạp hơn, một kết sòi rồi. Chỉ ra người sau, mùa sinh xa cái sợi không? Phi trang e so, mua ở sân, xa kết sòi rồi. Không đọc mùa học sinh mà đọc mùa sinh. Mua sân. Mùa xuân sa kết sẻ ốc. Ồ nên tổ cho quan này do xúc chê a kết sẻ ốc. Ô nên tôi cho quan ế so xúc cái chê ha cái sở đồ. Ồ nên ổ hưu thả sớt xí ế cùng mùa này do xanh chết a kết sẻ ốc. Ô nên ô hù ta sớt xê cống quân ế so san chết ha cái sở đồ. Tiếp này. Ngày mai tôi sẽ gặp bạn bè ở trường học. Mai nghe im. Nè im hắc kêu ế sò chim cu cà Cô chim đơn. cu cà chim cu chim cu đơn Bạn má. mẹ mán la cái sò rồi. Cuối tuần này tôi sẽ đi về quê với gia đình. Cuối tuần này tôi sẽ đi về quê với gia đình. Cuối tuần này là Hồ Dô In. Hồ Dô In. đâu? Yvonne. Mùa mà đấy. À, ý bọn. Ý bọn chú mà Mùa nghe. mà đây là Ý cuối tuần này. bọn. Khô hang. Với gia đình trước, với gia đình trước. Chốc. Tha chốc. Tha chốc hoa. À, chúc Tha quá chi. về Khô hang ế so. e rồi Đây rồi, khô hang ế. Khá kết khá kết sale rồi. tháng sau tôi sẽ đi du lịch sang Hàn Quốc, Đi đâu? tháng sau tôi sẽ đi du lịch sang Hàn Quốc nói nào, tháng sau là gì, Không nhớ từ tháng sau thầy ạ. nắm tay đây, Tám âm tám ê tam tam là tháng đó. đi Hàn du Quốc, Hàn lịch Quốc sao Hàn luôn. Quốc, ok, Hàn đi Quốc du ê. Đi du lịch chứ. lịch nhỏ em Gió hèn, gió hèn ưng. à. Cá kết sò rồi. Tôi hôm nay sẽ nấu món ăn Hàn Quốc ở nhà. Hôm nay tôi sẽ nấu món ăn Hàn Quốc ở nhà. Ồ nâng. Để Ô nâng chịp sau. ê chịp Hàn e so chịp e so Hàn Quốc thích Quốc về. Hàn Quốc thích ơn Dù đi. dấu gì rồi ha kết sao rồi. Tuần này tôi sẽ thi năng lực tiếng Hàn. Tá âm chu Tuần này mà. Đi bon chu. Y bon chu, y bon.
Y Pon Chu Hàn Quốc Ăn cu co ngừng lóc Hàn Quốc chỉ Khó ngon là năm mình tiếng Hàn bột Hàn Quốc Khó đặc biệt kết đó Bộ kết trò dồ ăn cu co ngừng lóc chỉ ngon là năng lực tiếng Hàn sao thi là bài thi năng lực tiếng Hàn tổ đọc lại này nếu sắp cho hệ thống xin vui đưa mà na kết sở đây các kêu ấy để sao trên khu rừng mana kết sỏi đồ Iban chủ mà đây, cả tộc qua cả chí, cố gắng nghe cả kết sẻo. đi bon chu mà đi bon chu mà ê cá chốc qua cá chi cố hang ê cá kê sò rồ Cả kết sẻo. cá kê sò rồ Tham đà đấy, hăng ngu ghê yếu 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 cả kết sẻo. ta âm tán ê Hàn Quốc họ Hàn Quốc ê cho hen hun khá kết sò dồ Tham đà đây Hàn Quốc à anh 오늘 집에서 한국 음식을 요리하겠어요. Cái gì ạ? Bấm ghi mà. Ở trong cái túi của thầy ở trên bàn ấy, nó có một cái ghi bé bé đấy, mà nó xuất lấy trong đấy có cả hộp bấm ghi luôn đấy, hết thì hết nói thì lấy trong đấy đi. 오늘 집에서 한국 음식을 요리하겠어요. Ô nâng chịp ế sọ Hàn Quốc xích ưng Rồi gì ha kết sọ 이번 주에 한국어 능력 시험을 보겠어요. 이번 주에 한국 커 능력 시험 응 보겠어요 Tiếp này, chúng ta sẽ có một cái cấu trúc là động từ cộng với chỉ ăn ta không bằng với cấu trúc an cộng với một cái động từ. Đợt trước mình đã học một cái an cộng với động từ rồi đúng không? Cái này có nghĩa là không mang tính là phủ định một cái hành động nào đó đúng không? Chúng dịch là không. Thì hai cái này chúng ta sẽ phân biệt như thế nào? Một cái chỉ an tà, một cái an đó. Thì hai cái đều không thì cái chỉ an chúng ta thường dùng cho văn văn viết, còn cái an này chúng ta thường dùng cho văn văn nói đó. Mọi người phân biệt như thế cho thầy là ok đó. Thì vậy câu một chúng ta sẽ nói là gì? Bình thường tôi không xem tivi ở nhà thì sẽ nói như nào? Bình thường là bố phổ thông ông sao giờ ở nhà chỉ về đó xem tivi chị sẽ cho lên lê bi tivi cho nên xem là television bô tả đúng không? Xem là bô tả. Bây giờ mình sẽ phủ định cái động từ bô tả là không xem thì mình sẽ cộng bố trí án bố tả trí đúng không? an toàn Cái tà đây nó vẫn đang là ở dạng nguyên dạng, mình sẽ phải chia đôi câu ra thì là chỉ là nà nà yô bố chỉ là nà yô đó. Nhá rồi nào câu số 2. Bình thường tôi không ăn ở ngoài vào buổi tối. Bình thường tôi không ăn tối. bổ thông chó New York chó New York Nhau à không New York ăn ở ngoài ăn ăn mộc đúng không ạ không ăn ở ngoài vào buổi tối. Ở ngoài chúng ta có từ về xích ấy. Về xích ha tà là quế xúc quế xúc ăn ha ngoài. Ha chi quế xích ngon ha ăn chi ăn à dù phổ thông cho nhau kế về xích ha chả này không? Đó, bình thường tôi không ăn tối ở ngoài. Tiếp nào. à bao chi nên à bao chi nên Bố tôi không hút thuốc ở nhà. Bố tôi không hút thuốc ở nhà là gì? à bao chi nên Bố tôi nên chịp ê về sao chỉ về sao chịp ê sao tam pe làm bé đấy còn bé rừng u piu 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 chi án chi chi an a rồ này. na rồ na rồ na rồ Tiếp, món ăn Việt Nam không cay. Món ăn ứng xích về thứ năm ứng xích về thứ năm
À, về Thư Nam tôi Nam thích. hay là bé thứ Nam trước nhỉ? Về Thư Nam, Bé thứ Nam đúng quyết. Ừ. không cay, Hay không cay là hay là gì? Đây vừa học nghiệp xong. bạc thì mẹp gì, Mẹp 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 chi ăn. mẹp chi Mẹp ạ. chi ăn à nhồi. Tiếp quả xoài. Bé thứ Nam. Thì Thứ Nam Bé thứ Nam mango. quả xoài Việt Nam không ngọt, bé Thứ Nam mang cô, Mango. mang cô nên Mà cô nên hay à, hay tan tan chi ăn tan chi đi ảnh tan chi ăn à à dồ rồi à, đọc lại nhé. Bổ thông chỉ biết do thế lấy bị do nơi vụ chỉ hạn này không? bố thông chip ấy sao thế nê pi chan ưng bố chi án à dồ Bổ thông cho nó kế về xích hạ chỉ hạn này không? bố thông cho nhóc a với xích với xích ha chi với xích ha chi ăn à dồ na na dồ na dồ 아버지는 집에서 담배를 피우지 않나요? 아버지는 집에서 담배를 피우지 않나요? 베트남 음식을 맵지 않나요? 베트남 음식은 맵지 않나요? 맵지 않나요? 베트남 망고는 달지 않나요? 베트남 망고는 담지 않나요? Tiếp này, em gái không đợi anh trai ở cổng trường, em gái không đợi em trai ở cổng trường. Đó tông sen. Đó tông sen. Rồi. Đó tông sen ưn. À. Do mình xem nữa. Ở cổng trường là gì? Hắc kêu ạ. Hắc kêu. Hắc vô thôi. Cổng trường. À. Hắc vô. À, thế do ở trước trường, Kêu. trước trường tức là cổng trường đúng không? Trước trường À. thì không đợi, Opa. đợi Oppa oppa ba đợi ba đứa đợi thì a ri chị gì ta đi chị ăn à nhựa nào thì ta đi chỉ hạn này không? Tiếp, hàng hóa ở trung tâm thương mại rất đắt. Hàng hóa ở trung tâm thương mại rất đắt, rồi trung tâm thương mại. bé hoa trọ bé Heo hoa tròn heo pha chom mẹ mẹ đúng không? Bé pha chom mẹ. ê bé hoa tròn ê Hàng hóa là gì? Mười à con nhé, muốn mười con con nghi đắt, rất đắt. À số đắt là gì? à chu Phí. rất là chặt Phí. đi đi sao bà Phí này ổ. Cho đi nên sao không đâu mua. Cho nên tôi không mua. Cứ. Cứ để đó. cứ cứ ra sao Xa. đó Xí. ta chi ăn à đá đồ Ta chuyện này. Mẹ tôi không sử dụng điện thoại di động vào ban ngày. Mẹ có morning có morning morning và ban ngày là chế nạp e telephone rồi bởi vì điện thoại. điện thoại di động tên telephone đúng không ạ Em từ phone em sử dụng không sử dụng sai nhau khóa chi hai dòng hai chị em là lộ chàng này không? Đêm nay bà nội không ngủ ở nhà, đêm nay bà nội không ngủ ở nhà. anh bó chi Đêm nay bà nội không ngủ ở nhà, đêm nay là gì? đêm nay hôm nay bà tám hôm nay trước ổn nơi ổn nên tam hàm mê ổn nên hàm mê ổn nên tam đi ngủ ở nhà Anna chỉ bế cho là ở nhà chị ấy sao
À đâu, Bà Thì Nội, phía sau Nội, Bà Nội. Nội Hanmo, ở Han Hanmo. Hanmoni Mình không ngủ thì anh. phía sau Chị về thì sau. phía sau Hả? chi Si. À, xa xỉ à à? chi em mà rồi Đọc. Rồi. Hàng ngày con trai tôi không đọc sách. Mình hàng ngày con trai tôi không đọc sách. hàng ngày mail in Đấy. mail là mỗi Mấy con trai ngày tôi. mail không À, sai tôi của tôi là năm ca đi này. À, tên, à, tên là à con trai. đi Uri là của chúng tôi. À, là con trai của chúng tôi không đọc sách. Sách này không chết quách không là chết không có không biết là quyển vở quyển sách cơ mà à. chắc là gì chép chắc là chép Chép cưng đọc chép là cưng cần đọc đọc là họ địch an ích chí địch chi an an nào ích chí hàng này ok nào đọc này. Giờ tôi sẽ ngân phát cho ạ về à giờ tôi sẽ ngân phát cho ạ về sau cô ba đứa kỳ ta đi chị hà này không đặt nè đó tông sen ưng hắc kêu áp tế so ô pa rân kỳ ta ri chi chi an na yo thế khoa cho mẹ người con đi à chú bị sai rồi để sau xa chị hà này không bé khoa tròn ê muốn con đi à chu pi sa yo cứ để so sa chi an na yo 어머니는 낮에 핸드폰을 사용하지 않나요? 어머니는 낮에 핸드폰은 사용하지 않나요? 오늘 밤에 할머니는 집에서 자지 않나요? 오늘 밤에 할머니는 집에서 자지 않나요? 매일 우리 아들을 책을 읽지 않나요? 매일 우리 아들은 책은 읽지 않나요? 읽지 않나요? 읽지 않나요? 읽지 않나요? Tiếp này, chúng ta có cấu trúc là gì đây? Động từ cộng với UCO, à, tức là gì? Anh nhớ. UCO tức là gì? Hãy vui lòng xin mời. Đây là một câu gì? Đây là câu mệnh lệnh nhé. Đây là câu mệnh lệnh. Đó. Cộng từ UCO, hãy vui lòng xin mời. Câu mệnh lệnh. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có câu như nào? Số 1, xin mời vào. Xin mời vào. Thì chúng ta có cái từ, chúng ta sẽ có một cái số những cái câu gì, cái câu cửa miệng liên quan đến cấu trúc UCO này. Thì đầu tiên thầy sẽ có câu xin mời vào. Xin mời vào. Thầy sẽ đọc ó gió. Auto CEO nhé. Cái từ auto là xin mời này. O là vào đến này. Đó, thì CEO là hãy này, xin mời này. Đó, auto CEO. Đây là những câu cửa miệng đúng không? Tiếp này, mời bạn ngồi xuống đây. Mời bạn ngồi xuống đây. Thì chúng ta sẽ có xuống đây. Đây là gì? Yo. Đây Yo ki. Chúng ta đó yo đó ki. khi lên À, sau đó động khi nghe từ, chúng ta có từ ngồi là ăn bà. Ăn bà. anh Chúng ta sẽ cộng với gì? Ăn sư thế. Ăn sư CEO. Chúng ta sẽ có câu anh chưa nhỏ theo ký ấy. Nhỏ ký ăn sư CEO. Mời bạn ngồi xuống đây đúng không? Nhỏ ký ăn sư CEO. Chờ. Tiếp cái câu cửa miệng tiếp theo nó là chúc bạn ăn ngon miệng hoặc là bạn ăn nhiều vào nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái câu là chúc bạn ăn ngon miệng, nó có từ mà ship và ship kê từ si từ CEO. Đó. Từ CEO mà ship kê là ngon, từ si tà là ăn. Đấy, mà ship kê từ CEO hoặc là ăn nhiều vào thế mà ni từ CEO đó đấy. Bạn hãy ăn nhiều vào nhé đó thì ở đây chúng ta có mấy cái câu mà mấy cái câu cửa miệng như này chúng ta phải thuộc đấy nhé CEO đó kia là CEO mà ni từ CEO mà ship kê từ CEO đấy là những câu cửa miệng học thuộc như bản chủ trương của thầy rồi số 4 đi nhanh lên hãy làm nhanh lên hãy đi nhanh lên từ nhanh lên là gì phản ly Bali rồi sau động từ ca đi đi là gì tà ca tà thì phản ly ca phi tà thì nó không có phạt ca chip đúng kêu không thì chúng ta cộng với gì c co thì thành kêu pali kha theo là hãy đi nhanh lên pali kha theo hãy làm nhanh lên phản ly thì từ nhanh nhanh là gì
Không Ai quá nhiều. Bali làm động từ làm là gì? Ha ta. Ha tà thì Bali ha xe ha theo Ha đúng siêu. không? À, Ha siêu. tiếp theo hãy gửi bức thư, hãy gửi bức thư nào sang Bức thư này. à, hãy Chắc là từ này này luôn phải. hãy gửi bức thư này sang công ty ABCD à, rồi bây giờ là sang công ty ABC thì chúng ta là ABC thì công ty là gì? Ở tôi xin rơi xa. Về xa Rơi à, xa. về xa e sang công ty ABC bức thư này y bức thư là gì Tion. à, pion chi Tion. e, Tion gì? bố nè bố Bố nè nè. CEO ừ. Bố nè CEO bố nè ta là gửi đúng không, cộng CEO là hãy gửi đúng không à, nào đọc nhá ở do CEO Ở sau sale. do kia ảnh CEO Cho kia ăn ăn chiêu sale. mà xích kê thư CEO mà ni thư CEO Mang ít kê tư sale. Mani tư sale. Sale. Ờ, mà xin kênh tư xeo, mà như tư xeo. Pali cà xeo, Pali kha xeo. Pani ca sale. Pani ha sale. Ờ, ABC 회사에 이 편지를 보내세요. ABC 회사에 이 편지를 보내세요. 세요. 세요. 보내세요. Ngày mai hãy đến văn phòng sớm nhé. À, nói nào, ngày mai là gì? Nghe in. Đến văn phòng là gì? Sa Sao quân? Samusil. Samu sin. Samu sin. Samusil đấy, đến sớm, sớm là Ba tính mươi à, tiền cái khó từ sớm. Il il chích, chúng ta có từ il thêm chích là sớm, đúng không? Đến, đến là gì? đến ô Đến. tà Ô tà kết hợp với cấu trúc hãy hãy đến ô sale ô đúng. sale Rồi ô xe đó đúng rồi. Tiếp hôm nay không có nhiều việc vì vậy hãy tan làm sớm đi à, nói như nào ổn 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 đấy. công việc Ổn đấy. công việc Không có nhiều việc, công việc là gì? in in Il ha tà à, ý đi il ha ta là động từ bỏ ha đi ta đi thì từ in nó sẽ là danh từ là công việc đúng không? Ý đi à, sau rồi mà ni là nhiều không có없어요 in오늘 일이 rồi.많이 없어요 hôm nay không có nhiều việc 오늘은 많이 없어요 vì vậy 그래서 Từ hãy tan làm sớm đi hãy tan làm sớm thì nói nào tan làm sớm ngày sau ăn à, tan làm em không sớm là biết gì? Tan làm sớm em không biết tan ăn làm làm sớm sớm là gì in xích thuê cưng em thích. từ tan làm học từ đời nào đến giờ ta lại không không biết nào chúng ta lại thuê cưng ha thì học in xích thuê cưng ha thì học hãy ta làm sớm đi hãy mua rau và thịt ở cửa hàng tiện ích nhé hãy mua rau và thịt ở cửa hàng tiện ích nhé nói nào hãy mua rau và thịt ở cửa hàng tiện ích nhé Hãy dịch từ dưới ở cửa hàng tiện ích là gì còn cái ít là còn cái ít thả kê không hay phải là vẫn là Charlie Tom à Charlie Pion Tom mấy sao nhiều so mua rau và thịt rau là gì ta che nhà xe rồi hao cô ta và che thịt thịt là gì ta che ha cô khi ừ hồ chí ừ. Hồ Hãy Kỳ mua Rừng ta Ta Tư Sều ở xa Ta Tư theo Sều Ta xa Sều theo cuối tuần này hãy làm bài tập ở nhà đi Cứ Tam Chu cuối tuần này Tam Chu Iban chu Y mà đây con cuối tuần này Iban chu mà đây cuối tuần này Chịt ê Chịt ê Chịt ê sao Iban chu mà đây chỉ với tao
Suốt. Làm bài tập xúc xê Ok. xê ha tà thành xúc xê Xúc xê ha ha xèo. à ha xê xúc xê ha xê rồi. 5 giờ sáng ngày mai hãy dậy sớm nhé. 5 giờ sáng ngày mai hãy dậy sớm nhé. Ổn ta nghe in. Nên sáng chim 5 giờ Chim. Ta sức gì? thả sức xe nấy à xin thả sức xe thì lúa dậy sớm nhé. Dậy sớm là gì? In chích, in chích là sớm. Đúng. Dậy là gì? Ngủ dậy là gì? Irona, Irona tà thì thành Irona, là gì không? Rồi, nào bây giờ đọc lại nhé. Nấy Samu Shide in chích ô theo. Lẽ in Samu Sine in chích ô. Ừ, 오늘은 일이 많이 없어요. 그래서 일찍 퇴근하세요. 오늘은 인이 일이 많이 없어요. 그래서 일찍 퇴근하세요. 그럼 편의점에서 야채하고 고기를 사세요. 편의점에서 니 아 편의 cái từ y để đọc là ni편의점 vâng ạ편의점 vâng vâng ạ편의점에서 야채하고 고기를 사세요. rồi tiếp 이번 주말에 집에서 숙제하세요. 이번 주말에 집에서 숙제하세요. 내일 아침 5시에 일찍 일어나세요. 내일 아침 5시에 일어나세요. 일어, 노엽맨 일어나세요. 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 너, 나, 소문 호이 토 아니네. 제가 먼저 읽어줄게. 어떠세요? 여기 앉으세요. 뭘 드시겠어요? 비빔밥 2하고 불고기 하나 주세요. 그리고 콜라도 한병 주세요. 여기 있습니다. 맛있게 드세요. 여기요. 김치 좀더 주세요. 네, 잠깐만 기다리세요. 나 읽어보세요. 어서 오세요. 여기 앉으세요. 뭔 뜻이 됐어요? 비빔밥 뿐. 뭘 드시겠어요? 그거 hỏi mà. 뭘 뭔 드시겠어요? 뜻이 됐어요? 저요? 비빔밥 뿐하고 콘고기 하나 주세요. 그리고 콘나도 한병 주세요. 여기 있습니다. 맛있게 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 예. 여기요. 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 김치 좀더 주세요. 네. 잠깐만 기다리세요. 디 đây? Sau chiều mời vào cho khi ngồi ở đây cho khi tìm bác tôn ha hai đi tìm bác tôn tôn ha tôn ha cô phone cô kì chú chiều. Cứ đi cô.
Rồi, alo. Dạ. Mấy cái thằng này. Nào. Sao đây thầy? Mua đồ ạ? Mua đồ à hay là học sinh? Đâu mua đồ. Học sinh, à, cái anh làm hồ sơ, anh xuống anh hướng dẫn làm hồ sơ mà bảo chúng nó vào chúng nó cứ lù đù chúng nó không xuống. Làm thầy phải đi gọi. Rồi, nào câu này dịch như nào? Ozio là gì? Xin mời vào. À mời vào. Hay gì đây? Xin mời À, vô cái hãy ạ. ngồi À? À mời ngồi vào đây. Tiếp ngồi vào mời đây. cái sở đó là gì? Cái gì, cái trò rồi đó. Cái gì nhỉ? Tứ À bạn chi. sẽ từ si tà là dùng hoặc là ăn, là bạn sẽ ăn cái gì nhỉ? Ờ từ si tà là cái ngữ đấy, bạn sẽ ăn gì nhỉ? Vâng. Thì nó bảo là gì? Ăn gì? Ờ Bibimbap. hãy cho tôi chú CEO là hãy cho tôi gì? Bây giờ bắt đầu này. Bibimbap tul. Cho tôi thịt. Tức là hãy cho Tôi là tôi hai. của em à, vâng anh cứ để đấy xong chuyển khoản nhé. À, hãy cho tôi Hai hai gì đây, phi bát là gì, cơm trộn, hãy cho tôi hai cơm trộn đúng không, hãy cơm cho tôi hai cơm trộn và một trộn, một cookie là thịt, gì, cùng bún cô kia là thịt đúng không ạ? Bún bún cô cookie đây là cái món món thịt, món bún cô ghi, không thì bò món xào, bún cô ghi bún cookie là thịt bò xào nhé. à, À, thịt hãy bò cho tôi xào. một món thịt bò xào và hola tô han beng chu tiêu và hãy cho tôi một tí han beng là gì, beng đây là một chai đúng không, hãy cho tôi một chai hola là gì, hiểu bố tiêu đâu rồi, Dạ. Đây ạ. hola đây là coca, hãy cho tôi Coca. cả một chai coca nữa đúng không, thì nó bảo À, thế yoki smita, yoki smita là gì, ạ. đây đây ạ. Có ở đây ạ. Ừ, À? đây ạ. À, Có đúng ạ. không? Rồi. Ừ. Sau tiếp, nó Bạn. bảo vì bạn hãy gì mà thiết kế trên CEO là gì? Bạn hãy ăn ngon miệng. À, chúc bạn ăn ngon miệng, đúng không? Chúc bạn ăn ngon miệng. Đó, Tiếp. Kiro. Nó bảo Yokio. Yokio đây kiểu dạng như là em ơi ấy. À, Yokio, em ơi, đúng không? À. Em ơi, làm sao nữa? Hãy cho tôi thì kim Cho chi kim chôm chi. cho CEO. Cho tôi thêm kim chi. Hãy cho tôi một chút, cho tôi thêm một chút, chu chu seo là cho đúng không, tho là thêm, chôm là một chút, kim chi là kim, kim Kim chi chi ạ. à, hãy cho tôi thêm một chút kim chi đúng không, hãy cho tôi một chút kim chi. Ừ, sau tiếp nó bảo là vâng Ve căn man khí ta đi seo, chăm căn man khi cá đi sổ, có nghĩa là chờ khó, có nghĩa chờ hãy một đợi chút tôi, hãy đợi tôi một chút rồi ok. Tiếp này một bài tiếp này. Mùi mọc cái sấy ó. Ý xích tăng nghề gió nên bố gà mà xích sấy ó. Họ gà mà xích sấy ó. Cho nên ý xích tăng nghề gió. Hăng sang phô rưu mọc cái ó. Cứ đông cho nên phô rưu mọc cái sấy ó. Cho tôi ó. Ừ, nào, tìm có bố thế ó. muốn muốn một cái trò rồi cho rốt, Ừ. muốn một cái trò rốt y xích tăng ế sao nên múa hoa mà si mà tì sao rồi Mùa cho ca rốt mà xích tới ó, mùa ca mà xích tới mà si múa ó, hoa mà si cho rốt mùa ca mà xích tới ó, mà si sao tiếp kho ca rốt
ho ka ho aka masi so yo mà xích sợi ho ca mà xích sợi ho ka masi so yo ừ. cho nên y xích tăng e so hang sang ho rừng một kho yo Một coi ạ. cứ Trong đom cho nên còn em có đứa ho rừng một cái so yo à một cái xe cho tôi vô cho tôi ạ à, cho tôi cho rồi tôi ạ làm dịch nào bạn sẽ thì mười một cái xe đó bạn sẽ ăn gì bạn sẽ à ăn bạn gì sẽ ăn gì tiếp y xích ta ngày à, con ấy là gì à, ở nhà hàng này có món ừ. gì ngon Rồi ở nhà hàng này cái gì ngon? Nó tập pho ca, ok mà cho yo pho là có phở. pho ca À, phở có món phở món phở thì má xích xào. có Món món phở ngon à món phở ngon. Tiếp nó là tôi gì từ dưới. tôi ăn phở Tôi ăn phở hang sang luôn luôn. sang Tôi luôn luôn ăn phở ở thì ý xích tăng này sao? tôi luôn luôn ăn phở ở nhà hàng này Ừ, rồi tiếp. Vậy thì tôi vì một cái sale. vậy vậy thì tôi ăn phở À, tôi sẽ ăn phở. vậy thì Thì tôi tôi sẽ sẽ ăn ăn phở phở. Cho cho tôi. tôi rồi Mà tôi cho cũng tôi vậy. rồi Cho tôi thì như tôi cũng vậy vậy. nè. Nào, tiếp này. À, 저는 회사원입니다. 저는 아침에 아주 바쁩니다. 그래서 아침을 먹지 않습니다. 점심에는 회사 식당에서 밥과 찌개를 먹습니다. 그리고 저녁에는 집에서 한국 음식을 먹습니다. 나 읽어보세요. 나타낸다. 저는 회사원입니다. 저는 아침에 아주 바쁩니다. 그래서 아침은 먹지 않습니다. 점심에는 회사 식당에서 밥과 치킨을 먹습니다. 그리고 저녁에는 집에서 한국 음식을 먹습니다. Dịch là gì? Tôi là Tôi là nhân viên công tôi đúng là nhân viên rồi. công ty Tôi là công nhân công ty. Tôi tôi buổi sáng buổi sáng rất 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 gì? Hấp bá với ta. bung buổi sáng bá bung rất Tôi rất bận là bận. buổi Tôi rất là sáng rất bận. bận rộn Vì vậy buổi sáng tôi rất bận rộn mọc chỉ hạt xin mì vì ta. vậy buổi sáng tôi không không ăn buổi sáng tôi Tôi không không ăn ăn, vì vậy tôi không ăn sáng. tôi không ăn sáng vì vậy Còn tôi chim không biến ăn lên sáng buổi trưa thì à, buổi trưa thì tôi tôi ăn ăn ở gì? nhà Cơm canh, ở ở nhà nhà hàng hoặc là ở nhà ăn công ty, bên xa xích tàn nhà công ăn ty công ty. Và cho nó kỷ niệm buổi và buổi tối tối thì tôi tôi ăn món ăn Hàn Quốc ở nhà hàng ở Hàn Quốc nhà chỉ phải thôi ở nhà. tôi mong là Hàn Quốc ở nhà hàng 저는 학생입니다. 저는 아침에 빵과 우유를 먹습니다. 그리고 점심에는 학생 식당에서 국수를 먹습니다. 저녁에는 집에서 밥과 국과 반찬을 먹습니다. 읽어보세요. 저는 학생입니다. 저는 아침에 빵과 우유를 먹습니다. 그리고 점심에는 학생 식당에서 국수를 먹습니다. 저녁에는 집에서 밥과 반찬을 반찬은 먹습니다. 먹습니다. 또 tôi là học sinh. Tôi là học sinh. À, rồi tôi Tôi ăn sáng. vâng ạ, anh để trên này cho em với. À, tôi ăn Buổi gì? sáng À, buổi sáng tôi ăn tôi bánh mì ăn với bánh mì và uống sữa. sữa ừ. Và sữa. Và chấm xin Và buổi trưa và buổi trưa à, buổi trưa thì tôi ăn tôi ăn mì su mì ở nhà hàng. mì Ở nhà ăn trường học học. sinh ăn nhà ăn học Học sinh. sinh ăn Còn nhà học sinh buổi tối thì chúng tôi buổi ăn tối ăn cơm banh chan canh và đồ cơm ăn
ăn cơm cơm canh canh đồ ăn phụ ở chỉ ăn Việt Nam tại nhà, ở tại nhà nhà. ở tại nhà đúng tiếp này 저는 주부입니다. 저는 아침에 빵을 먹습니다. 그렇지만 우리 남편은 한국 음식은 좋아합니다. 우리 남편은 아침에 밥과 국과 김치를 먹습니다. 점심은 먹지 않습니다. 저녁에는 남편과 같이 밥과 찌개와 여러 가지 반찬을 먹습니다. 나 읽어보세요. 저는 주부입니다. 저는 아침에 빵은 먹습니다. 그렇지만 우리 남편은 한국 음식은 좋아합니다. 우리 남편은 아침에 국화 김치를 먹습니다. 점심은 먹지 않습니다. 저녁에는 남편과 시계와 그와 여러 가지 저녁 같이 반찬은 먹습니다. 여러 가지 네. 또이 주부 tôi là nội chú bu là con tôi là là nội cậu trợ. à Tôi tôi là nội trợ. Tôi buổi sáng ăn ăn bánh mì. ăn bánh mì Buổi vào sáng buổi ăn bánh mì. sáng Brotman nhưng như gì Nhưng cái gì? Nhưng làm tôi cho thích là gì món ăn làm Hàn cho Quốc. không làm cho là cái gì làm cho của chúng ta là gì Nam phiên. Nghe thì rất quen nhưng không nhớ tiếng Việt. làm Nam cho là phiên. chồng À, chồng. chồng của Chồng. tôi thì Nhưng chồng của chúng tôi Hamida là gì thì thích ăn món ăn Hàn Quốc. à chồng của tôi thích món ăn Hàn Quốc tiếp Uri Namchon Chồng tôi. Chồng của chúng tôi. chồng tôi từ từ dưới Chồng tôi. ăn Chồng của tôi ăn kim chi cơm và canh cơm mình canh và kim chi. đối với nhé đối với những cái đối với liệt kê thì chúng ta sẽ dịch từ trái sang phải thì nó ăn này cơm này qua là và này canh này và này kim chi đúng không mình sẽ dịch từ trái sang phải đó à, chồng của tôi thì ăn cơm canh kim chi vào achime achim là Buổi gì sáng. Buổi sáng ạ. à đúng rồi ăn canh kim chi vào buổi sáng tiếp chomsim là gì Buổi trưa bữa trưa không ăn, à bữa trưa trưa thì không không ăn ăn. còn chó nhỏ kia nên Buổi tối. buổi Buổi tối tối. thì giao dịch từ dưới Buổi tối ăn ăn buổi tối ăn cơm giờ đó cả và chi bàn gian là gì giờ đó cả chi bàn gian là gì đó đó cá chi. giờ đó cả chi bàn Đó gian đây đó. là gì à, nhiều đó cả chi là nhiều loại đúng không hoặc là một vài loại gì bàn gian là đồ ăn đồ ăn kèm đồ ăn phụ Vâng, ban trang à, với gì đây và với cơm chi xe cơm chi ke là gì chi chi ke xe là canh với canh 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 đó ạ. ăn cơm canh và một vài đồ ăn phụ đúng không à, cùng với nam chân qua qua cùng với ai Đâu ạ? Nắm à, phiên qua cùng với chồng cùng với chồng. cùng với chồng rồi đó hôm nay xong bài 17 vì về về nhà Vâng. chuẩn bị những cái câu hỏi này cho thầy à, xong rồi phần Việt Hàn nữa à, phần động bò hoa thứ 10 11 thứ 5 à, và hai bài hội thoại này nữa chuẩn bị kỹ vậy nhá Vâng ạ. lười lười học bên này thì đến bao giờ đều có chữ hôm nay là buổi 17 này còn 18 19 20 còn 3 buổi nữa đó cố học Còn đi ba buổi nữa. ờ, cố học đi sau lại học xong lại không học được cái gì Vâng ạ.
học ngoại ngữ phải chăm chỉ học vào, không học thì cũng như không ấy. Rồi Nghe. về nhà học từ mới như Pháp và làm bài tập với thầy nha. Rồi, anh em mình Rồi, chia sẻ. ok, Suez đã